quý vị đến với Chuyện phố phường thứ sáu. Thứ sáu 12 nhưng mà thứ sáu 13 đúng không? Lão đại, lão đại xin chào hai chị và chào khách quan. Thôi, chào lão lại. Chào Lưu đại ca đó. Lưu đại ca. Chào khách quan, trời ơi lâu quá rồi. Khách quan chào khán giả đi khách quan. Khách quan xin chào ba anh chị và chào tất cả quý vị khán giả của Chuyện phố phường. Hôm nay đáng lẽ là anh không có đem cái gậy này lên đâu, nhưng mà em cứ đòi Lưu lên, em định dở trò gì đây? Thực sự quý vị, khi mà Khánh Hoàng gặp anh Lưu mà anh Lưu chống gậy đó, Khánh Hoàng nói làm nhớ tới cái thời mà Lồng Tiếng Phi Hồng Kông ấy, nhớ không? Mấy ông lão đại mà xuất hiện á, cầm như nè. Gõ cốc, gõ cốc. Ngày hôm nay, mời quý vị đến với Chuyện phố phường tôi nha. Đứa nào dám quậy phá Tân Tú Quỳnh của tao? Mà chị thấy á, lão đại á mà đi rung 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 vậy mà sao mà quyền lực dễ sợ. Quyền lực đó, tức quá. Không, vậy có những cái gậy đẹp. Cái gậy mạnh mẽ. Chị đi, chị đá cái gậy rớt xuống, cho dạ xin lỗi bác. Chị theo thói quen nha, quen chị tưởng cây gậy của ông già nào không? Dạ cho xin lỗi bác. Chị chửi em vậy, lỗi lão đại ha. Chị chửi em vậy đủ rồi ha. Thực sự cũng welcome anh Trung Tử Lưu đã trở lại ha. Thì cũng cả tuần rồi, nhưng mà thực sự đó là Trung Tử Lưu chỉ dồn hết sức lực, quý vị biết không, chỉ làm Chuyện phố phường thôi, rồi còn ngày còn lại là nghỉ ngơi, giống như bữa nay đã Hoàng phải hát giùm anh hả? Bữa nay là Khánh Hoàng phải hát giùm Trung Tử Lưu. Nói thêm câu nữa, ở nhà coi gì hả? Coi có nó hào lắm. Có gì phải trả lời chứ, nhưng không biết có gì. Nó nói em lúc nãy chỉ dồn cho Chuyện phố phường thôi, em nhà em nghỉ ngơi ăn uống kia em coi vậy thôi. Coi Chuyện phố phường à? Không biết coi gì. Coi phim á. Coi phim. Trời ơi, Khánh Hoàng còn hỏi tới nữa. Rất hay thơ. Coi phim Đóa Hoa Mong Manh đúng không? Thưa quý vị, nhắc tới Đóa Hoa Mong Manh thì quý vị cũng nhớ là cái phim đó cũng đang chiếu ở trên tất cả các rạp tại nước Mỹ. Quý vị cũng ủng hộ nhé. Từ tại California với lại New York mà chiếu được trên 2 tuần đó thì sẽ được đi dự thi cuộc thi bộ phim nước ngoài hay nhất. Nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải Oscar năm 2025, tức là được chính thức đề cử. Nếu mà chúng ta pass qua những cái điều kiện kia, những cái điều kiện đầu là đủ rồi, hy vọng là kỳ này sẽ được, và mong quý vị sẽ ủng hộ cho bộ phim này. Thật sự được đề cử là hân hạnh lắm anh. Đề cử thôi, hân hạnh lắm. Đề cử là hân hạnh chứ. Từ cái bộ phim này á, theo cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ của cái bộ phim này là ngôn ngữ nó theo điện ảnh, nó xu thế của thế giới, nên khi mà đi dự thi cái cuộc thi nào nó cũng nằm trong cái điều kiện của người ta để được vô tranh giải cuối cùng, và tới bữa nay là được 9 giải rồi. Dạ. Mà sao chị thấy mấy cái phim mà có nhạc đó nó ưa được giải này giải kia, ưa được lên lắm, đề cử lắm nha. Dạ, theo em cũng đồng hành với lại ban tổ chức của bộ phim đó Hong Manh á, thì em cũng hỏi nói chuyện thì em cũng biết được cái ý mà những ban tổ chức mà trao tặng những giải thưởng cho những bộ phim Việt Nam như vậy, thì họ thứ nhất là họ cũng khuyến khích là họ thấy một cái hình ảnh rất là lạ, là cộng đồng Việt Nam ở tại nước ngoài như là cộng đồng nhập cư vậy đó, làm một bộ phim nói về cái cuộc sống thì họ cũng thấy lạ, thấy mới, và họ có những cái giải thưởng nhưng mà khuyến khích là nhiều hơn. Nhiều khi có những bộ phim họ cũng cái standard nó cũng bằng nhau, phim kia 7 điểm, phim này cũng 6 điểm thì họ sẽ cho cái kia ưu tiên hơn. Giống như thi hoa hậu như đó, ba cô top 3, cô nào cũng hoa hậu được hết. Nhưng mà cái cô kia vượt trội một điểm gì đó thì họ sẽ cho kia làm hoa hậu. Thì có nghĩa là phải vượt trội. Vậy là cũng hay đó chứ. Nhưng mà thật ra là nó cũng là tốt nó mới được chứ. Nó cũng phải có tốt. Và thưa quý vị, trong hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị một cái chương trình ca nhạc cuối tuần vui vẻ để cho quý vị thoải mái trong những ngày chúng ta, những ngày coi như là những ngày cuối tuần đó, quý vị nghe đi nghe lại chương trình Chuyện phố phường. Thì chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Chuyện phố phường trong thời gian vừa qua. Và như thường lệ thì trước khi vào chương trình ca nhạc ngày hôm nay, để không mất thời giờ, chúng tôi luôn sẽ giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Trước hết là Trung tâm Thúy Nga với Sucoi Fucoden. Thưa quý vị, Sucoi Fucoden của Trung tâm Thúy Nga có hai dạng, dạng viên và dạng nước, 250 đồng một hộp. Và với hàm lượng Fucoden cao nhất hiện nay, giúp cho tăng cường sức khỏe về hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt giúp ngăn ngừa ung thư, phòng chống ung bướu và ngăn chặn di căn, cũng như giúp cho những người bị bệnh máu không đông. Quý vị có thể liên lạc với Thúy Nga shop.com để mua. Sản phẩm thứ hai của Thúy Nga đó là Okinawa Corella, là rêu xanh Nhật Bản Okinawa. Công dụng của nó là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tẩy độc gan, thận và máu, đào thải các độc tố kim loại, thủy ngân ra khỏi cơ thể. Đây là cái mà quý vị chú ý đó, tức là chúng ta có nhiều người khi chúng ta nhiều dùng thực phẩm, đồ biển vân vân, chúng ta bị nhiễm độc chì, kim loại vân vân, thì
Rêu xanh Nhật Bản sẽ giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn dịch. Chỉ có 30 đồng một hộp mà thôi, quý vị có thể liên lạc với thuynga.shop.com hoặc số phone trên màn ảnh. Trong website này thì còn nhiều sản phẩm khác nữa chứ không chỉ là chỉ có sản phẩm này thưa quý vị. Tiếp theo là DMG James Arizona là một cái công ty đặc biệt giới thiệu đến quý vị về hai sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên là Masana Arizona, đặc sản của Arizona. Nó khác tất cả các loại Masana khác, nó cứng như kim cương, nó chạm khắc đến 340 giá cách nên nó sáng rỡ, sáng rực và sáng lâu, được bảo hiểm trọn đời và khi quý vị mua một viên 1 carat thì được tặng một viên cùng cỡ. Và với giá 500 đồng 1 carat, 1.000, 2 carat, 2.000, 4 carat. Quý vị đang thấy trên màn ảnh những chiếc nhẫn Masana Arizona rất là đẹp, được đặt trên cái vỏ nhẫn Italia vàng 18 carat. Nếu quý vị mua một viên, một cái chiếc nhẫn với giá từ 2.500 trở lên thì quý vị sẽ được tặng cho một hoặc hai carat Diamond Lab. Diamond Lab là gì thưa quý vị? Đó là diamond nhân tạo làm trong phòng thí nghiệm do mẹ hóa học đẻ ra chứ không phải là mẹ thiên nhiên. Nó vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn rực rỡ và nó vẫn có giá bởi vì nó không có máu và nước mắt của công nhân nên nó rẻ hơn gấp 10 lần kim cương thiên nhiên. Đồng thời nó cũng có được sự kiểm định của GIA và IGI, tức là những cơ quan kiểm định quốc tế. Đang có chương trình sale rất là đặc biệt, quý vị phải liên lạc với chị Helen ở số điện thoại hiện trên màn ảnh để quý vị có thể tham dự những chương trình game show trong DMG James YouTube Official, được tặng quà xối xả dù không mua hàng, được tặng kim cương khi quý vị mua nhẫn Masana. Và các chương trình đặc biệt, đang có chương trình sale đặc biệt và có một chương trình đặc biệt nữa là nếu quý vị đã có hộp Masana Arizona mua trước đây của công ty, quý vị bây giờ muốn đổi thành Lab Diamond thì quý vị chỉ bù 50% mà thôi. Quý vị chỉ cần bù 50% cái giá trị của viên Diamond mà thôi. Cứ liên lạc với chị DMG James Arizona với số điện thoại hiện trên màn ảnh. Tại miền Nam California, quý vị đến với Tân Tú Quỳnh. Ở đây có để sẵn một cái station của DMG James với những hạt kim cương Diamond Lab và Masana Arizona. Chị Lan. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến, một công ty hàng đầu đã tiên phong ngành yến trong nhiều năm qua. Có chương trình đặc biệt giảm giá, yến trắng 5 chữ A, hiệu sống vui, 250g, sale 540 đồng. Tặng đường phèn sâm Hoa Kỳ hoặc hộp táo đỏ, kỷ tử, nhãn. Và hôm nay quý vị có thể mua được 4 hộp thì cũng được 520 đồng mà vẫn có những cái quà tặng như vậy. Lúc trước thì 10 hộp mới được 520, bây giờ chỉ có 4 hộp cũng được 520 nha quý vị. Yến khô không để tủ lạnh, không phơi khô. Gửi hàng miễn cước phí, free shipping. Quý vị đặt hàng xin gọi 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà tiệm yến.com hoặc website thanlyyến.com. Ngoài ra Thanly Yến còn bán được những cái sâm, những cái gì đó, đông trùng hạ thảo, hoa nghệ tây. Hoa nghệ tây, rồi đông trùng hạ thảo nguyên con, rồi bào ngư và cũng như nấm linh chi đông trùng hạ thảo. Nấm đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt, quý vị có thể liên lạc. Và quý vị nhớ đó, mua 5 phần là đã được, 4 phần đã được giảm giá rồi. 4 phần hôm nay, 4 phần được giảm giá 520 một hộp quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị công ty MV Hub. MV Hub xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm đặc biệt, đó là NMN. NMN là gì thưa quý vị? Đó là trường sinh bất lão. Thuốc coi như là giúp cho quý vị dược thảo với cái công dụng của nó là giúp kích hoạt hệ thống hô hấp của tế bào, đánh thức các tế bào đang ngủ quên, giúp sống khỏe hơn, sống thọ hơn, không bị già lão, không bị già lão hóa sớm, giúp kéo dài tuổi thọ, giúp tăng cường trí nhớ minh mẫn hơn, giúp phụ nữ xinh đẹp dài lâu, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người đang bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, đau nhức xương khớp nhanh chóng phục hồi sức khỏe mỹ mãn, giúp ngăn chặn nguy cơ tăng cân nhanh gây béo phì. Quá trình lão hóa của con người là bắt đầu từ tế bào và từ tế bào là đơn vị nhỏ nhất duy trì cấu trúc và chức năng sinh lý của con người. Sản phẩm của công nghệ NMN sẽ giúp bạn thoát khỏi những ràng buộc của quy luật về tuổi tác, không còn sợ về tuổi già đến mau. Sự lão hóa sẽ đến rất chậm và sẽ luôn giúp quý vị trẻ hóa từ trong ra ngoài. Một hộp 120 đồng 60 viên uống được 1 tháng, mua 3 tặng một, mua 3 tặng 1 với chương trình mua 3 tặng 1 nha quý vị. Và tiếp theo sản phẩm của MV Heart đó là White Skin của Haki thưa quý vị. Đây là một sản phẩm viên uống trắng da, viên uống trắng da nhưng lọc thận và lọc phổi luôn, lọc gan, lọc thận, lọc phổi nên nó rất là tốt cho quý vị, để cho quý vị mà bị những cái chất độc trong cơ thể hoặc là bị cơ thể thận dơ hay là gan xấu này này kia đó thưa quý vị có thể lọc và ngay cả phổi nữa. Nó giúp cho quý vị có một làn da trắng sáng, nó giúp cho quý vị hết bị nó có thể giúp cho sáng, không những vậy mà nó giúp cho da quý vị trẻ đẹp và
trong người chúng ta khỏe, nó chống viêm và nó còn giúp cho quý vị hết bị nám, hết bị thằn nhang. Đây là loại White Skin trắng da của Haki với giá 100 đồng một hộp, và cũng đặc biệt là mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 của MV Heart với số phone hiện trên màn ảnh chút xíu nữa quý vị sẽ thấy. Và một sản phẩm nữa của họ chúng tôi xin giới thiệu đó là Royal Collagen. Royal Collagen đây là một loại collagen mà để giúp cho quý vị trẻ tuổi, tuổi trở lại tuổi 20, và nó cũng là giúp cho chống nám, giúp cho chống lại tuổi già, chống lại vết nhăn và giúp cho quý vị tóc tai chắc, tóc tai móng cũng được chắc luôn. Nên cái loại này là Royal Collagen rất là đặc biệt và đang có giá, cái này là hình như chúng tôi lưu nhớ không lầm thì như là khoảng chừng 75-80 đồng gì đó, không nhớ khoảng đó đó thưa quý vị có thể gọi số điện thoại liên lạc. Quý vị muốn làm đại lý xin liên lạc với một số điện thoại duy nhất, đó là số 714-722-79709, 714-722-9709. Riêng quý vị muốn mua sản phẩm này hoặc là đến với Tân Tú Quỳnh, chúng tôi sẽ phát hành khắp nước Mỹ và khắp thế giới cho công ty MV Heart với số điện thoại 714-612-7309 hoặc vào website www.tantuquinh.com. Tiếp theo là chị bé Hai bán trái cây. Thưa quý vị, bé Hai bán trái cây là một nơi rất là đặc biệt. Trái cây tươi bà bé Hai ở 8892 Bosa Avenue, ngay góc Bosa và Magnolia, trong khu chợ ABC. Mùa nào thức đó, đến đây chúng ta sẽ được thưởng thức những loại trái cây tươi quanh năm suốt tháng. Mùa nào chúng ta có trái đó của Việt Nam đem qua, từ các nước Á Châu đem qua, từ Mexico đem qua. Mít, sầu riêng, xoài, vú sữa, hòa lộc, mãng cầu, tất cả những loại trái cây nào quý vị cần cũng có, và bán với giá luôn luôn rẻ hơn những nơi khác, bảo đảm quý vị chất lượng và đồng thời gửi đi xa cho quý vị qua đêm với chương trình gửi đặc biệt. Họ cũng có chả tôm, chả mực, chả ốc, chả bò, chả heo đặc biệt để quý vị. Quý vị có thể làm đại lý bán ở các tiểu bang, tất cả các chợ muốn làm đại lý cứ liên lạc với chúng tôi. Đây là một cái công ty sản xuất và một cái công ty mà coi như là gọi là đầu mối rất là lớn để quý vị có thể liên lạc làm đại lý bán trái cây tươi cho bé Hai với số phone hiện trên màn ảnh. Và chúng tôi mở cửa 7 ngày nha, từ sáng tới chiều tối luôn, nên quý vị cứ đến đây tha hồ, từ xa, từ local, từ khách du lịch đến đây mua trái cây ăn rất là thoải mái. Và bây giờ mời chị Mỹ Linh hát thôi chị Linh. xong bảo trợ vô cùng đột ngột, bắt qua xong nhẹ nhàng, bắt qua nhẹ nhàng đang tưởng lại. Bữa nay anh thề nha, nếu mà không vì những cái quảng cáo mà anh phải ngồi anh làm cho khách hàng nè, là anh ngồi ở nhà anh ngủ rồi vậy hả? Anh lên đây và chỉ là ngồi nói thôi, ngồi nói quảng cáo chứ không phải là lên mà nhớ khán giả. Nhớ chứ, nhớ đúng không? Nhớ chị nhiều nhất. Không. Nhớ chị nhiều nhất. Một đội kinh hoàng của em. anh biết chia sẻ. Anh chia sẻ. Mà em biết, quý vị biết không, thực sự là chúng tôi làm việc với nhau lâu năm, cũng đã hơn 2 năm rồi. Và bây giờ ba chị em chúng tôi 3 năm rồi chứ, hơn 3 năm. Hơn 2 năm. Hơn 2 năm hả? Hơn 2 năm thôi. 2 năm. Cũng là cũng gần 3 năm đó. Cũng gần sắp sửa 3 năm, tháng này là 3 năm nè. Tháng này là 3 năm. Và chúng tôi cũng đã thân thiết. Chịu đựng nhau dữ chứ. Chịu đựng lắm, là thân thiết với nhau, bây giờ giống như là các chị em ruột vậy đó. Đi đâu cũng ba người đi chung nhau. Gặp là chửi, gặp là chửi vậy đó. Hai người này xài chữ ruột, cái chữ thương nghe ghê vậy, sao thương vậy. Mà có giờ bị cảm thấy bị tổn thương hay là vì một câu nói không còn biết tổn thương là gì nữa. Cái đứa trai liệt là không còn biết đối tượng. Không còn biết đối tượng tổn thương là gì nữa. Chẳng hạn như chị kia bây giờ bị nói cái gì cũng không sao. Nói là chị đó, chuyện giới gì cũng không sao luôn. Chị đó, là cái người rất là dễ tổn thương. Đúng rồi, em biết chị đó là trời, hay đặt tên là cô bé giỏi hờn á. Thì nhưng mà bây giờ á hả? Hết giỏi hờn rồi. Không còn chắc sao vậy? Nhắm giỏi hờn không được, thành ra tao bỏ. Chị vô cái trường phái là Kimeno phải không? Đúng là rồi. Cái mẹ nó. Dùng từ ghê quá. Kimeno. Mặc kệ nó là được rồi. Mặc kệ nó. Chị Linh. Hôm nay Mỹ Linh sẽ trình bày sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Cung La, Dù Tình Yêu Đã Mất, với tiếng đàn của nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Trời ơi, mình quên giới thiệu. Tình yêu đã mất, em xin được một lần nụ hôn chất ngất như xưa mình mặn nồng.
cùng với kỷ niệm của ngày xa cách, đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, em ôm trọn thương đau, nhìn bước anh đi đành sẽ xa anh, mãi mãi xa anh. Anh trong vòng tay lạ, anh quên lời hẹn thề cho em xót xa. Dù tình yêu đã mất, không quay trở lại, thì em xin chúc cho anh được trọn đời hạnh phúc với người yêu anh, mãi mãi yêu anh như em đã yêu anh. Rồi đời em băng giá, trọn kiếp phong ba khắp phương trời xa. Anh trong vòng tay lạ, anh quên lời hẹn thề cho em xót xa. Nhưng em vẫn yêu anh như em đã yêu anh. Dù tình yêu đã mất, không quay trở lại, thì em xin chúc cho anh được trọn đời hạnh phúc với người yêu anh, mãi mãi yêu anh như em đã yêu anh. Rồi đời em băng giá, trọn kiếp phong ba khắp phương trời xa. Anh trong vòng tay lạ, anh quên lời hẹn thề cho em xót xa. Nhưng em vẫn yêu anh như em đã yêu anh. Nhưng em vẫn yêu anh như em đã yêu anh. Lâu lâu nghe lại bài này hay ghê á. Hồi nãy nhất là cái giai đoạn đàn ông trầm ấm đó chị. Yeah. Nghe đã dễ sợ luôn. Hồi nãy lúc mà chị tập bài hát này đó thì anh Hiện quay phim, anh có nói tôi không hiểu tại sao cái bài hát gì mà em trong vòng tay lạ em thành đàn bà, có nghĩa là sao? Không hiểu mà không hiểu cái câu không phải, mà lạ không phải cái đó là viết cho cái người đàn ông hát về một cái người đàn bà đó bị mất đó, đó thì rồi. Coi như em trong vòng tay lạ và em trở thành đàn bà. Trước đó em con gái đúng không? Trước đó em là con tôi gái. Nhưng mà mấy người mệt quá, mấy người mệt quá, mấy câu hỏi đó, mấy câu hỏi vớ vẩn cái gì hỏi cho biết vậy thôi. Mình hỏi vớ va vớ vẩn tâm trạng của người nhạc sĩ. Đúng rồi. Trước khi em hát anh sẽ có một phần giới thiệu các cơ sở thương mại, nhưng trước khi giới thiệu các cơ sở thương mại thì anh hỏi là công việc của em bây giờ ngoài việc làm MC là gì, bởi vì anh thấy là em bây giờ là một người MC tay nghề rất là cứng. Quý vị cần đám hỏi, đám cưới, đám tang, đám gì mà cần MC, Khánh Hoàng là một MC chương trình ca nhạc, một xuất sắc MC chương trình ca nhạc, một MC rất là xuất sắc. Và em còn làm gì thêm nữa? Em còn làm về vấn đề bảo hiểm, giới thiệu về bảo hiểm nhân thọ đó quý vị. Bởi vì như các bạn chia sẻ là trong cái phần đại dịch vừa rồi, mấy năm vừa rồi, thì các bạn nhận thấy có rất nhiều những sự mất mát ra đi của những người bạn, và nhờ những cái bảo hiểm, họ có những bảo hiểm đó mà giúp cho những người ở lại như là vợ chồng con cái có thể trang trải những cái cuộc sống hàng ngày. Nếu mà một cái đầu lao động chính mà bị mất đi thì không có ai lo hết. Cho nên Khánh Hoàng đã quyết tâm học cái về cái nghề ngành nghề này và sẽ cũng hiểu rất nhiều thứ. Bây giờ bảo hiểm bây giờ nó không có giống như là hồi xưa, nữa là mình mất thì nó mới đền cho những người ở lại.
Nhưng mà bây giờ bảo hiểm nó còn cho chúng ta được cái quyền lợi là mình khi mình về già nó cũng biến thành cái tiền về hưu cho mình. Đối với những người làm nghề tự do như là anh chị em mình 1099 nhiều lắm, mình không có được nhiều cái tiền lương hưu nhiều giống như những người làm hãng sợ xưởng. Cho nên cái bảo hiểm là một cái phần để cho chúng ta tiết kiệm để dành. Nhưng mà có những người giống như anh mua người ta không bán, bây giờ sao? Chứ có ai mua giùm được không? Cái vấn đề đó mới là khó. Có mua giùm được không? Có ai mua giùm cho mình được không? Khó lắm, anh mua cũng được mà giá rất cao. Giá rất cao. Cho nên khách hàng có hay nhắn gửi những khách hàng hay là bạn bè đó, hoặc là khán giả đó, là nếu mà mình quyết định đó, mình quyết định sớm thì sớm, thứ nhất là mình còn trẻ. Còn trẻ thì hợp đồng bảo hiểm mình nó rất là rẻ. Thứ hai là mình còn khỏe. Còn khỏe thì không có bị bệnh tật gì cũng bán rẻ luôn. Và thứ ba, mình còn trẻ để mình có thể trang trải được những cái tiền mà mình đóng góp cho quỹ bảo hiểm của mình. Mua chưa? Dạ không bán thì không bán. Không được, trễ rồi. Già bệnh nhiều quá. Cho nên là phải làm bảo hiểm đến đây là hết. Dạ. Giờ bảo hiểm đến đây là hết. Dạ. Quý vị cần bảo hiểm số phone 714-988-8186, Khánh Hoàng sẽ giúp cho quý vị tư vấn cho quý vị, hoặc là quý vị có những cái bảo hiểm nào lâu đời rồi, Khánh Hoàng sẽ giúp quý vị review lại hiện giờ quý vị đang có cái gì và được cái gì. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. SK của Nhật Bản là một trung tâm với những sản phẩm về tóc rất là đặc biệt. Xin giới thiệu shampoo và conditioner của họ với chất argan oil đặc biệt, giúp cho tóc bóng, tóc mượt, tóc không gãy, tóc không rụng, và giúp cho quý vị có một cái mái đầu bóng mượt đẹp đẽ với một bộ, một chai conditioner và một chai shampoo. Sản phẩm thứ hai của họ, thưa quý vị, đó là chai mọc tóc, thuốc mọc tóc của họ. Một liều hai chai, giúp cho tóc mọc lại được trở lại bình thường. Một liều hai chai giúp cho quý vị tóc mọc lại nhé. Và họ có thêm một cái sản phẩm nữa, đó là dầu gội đầu 3-1, thưa quý vị. Dầu gội đầu 3-1 trong tuần lễ tới đó thì mới có lại dầu gội đầu màu đen và dark brown đã hết lâu rồi. Sắp sửa trong tuần tới có lại, thưa quý vị. Và chai dầu gội đầu 3-1 này quý vị cũng xài rất là dễ dàng, tiện lợi với chất argan oil, nó không sợ bị hư da đầu. Một sản phẩm tiếp theo của họ nữa đó là Food Peel Mask, giúp cho quý vị chân của quý vị bị chân bị nứt, bị lở này kia đó quý vị, khô mà quý vị bị nứt nẻ bao nhiêu năm trời rồi không hết. Cứ việc ngâm vô cái vớ này với hai hộp, khoảng chừng 2 hộp, 4 đôi vớ là chân quý vị sẽ lành lặn trở lại và gót chân son trở lại như chân hồng, như chân em bé. Rất là tuyệt vời và rất là magic, thưa quý vị. Một sản phẩm của họ nữa sẽ được giới thiệu đó là collagen 4 chống, chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn. Và một cái hộp collagen nữa là trị nám, trị đồ mồi, trị tàn nhang, trị lan ben đưa. Đây là một bộ hai chai rất là đặc biệt mà quý vị có thể mua. Có thể liên lạc với anh Scott ở số điện thoại đang hiện trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại của Scott và website đó để quý vị làm đại lý. Chúng tôi đang cần rất là nhiều đại lý ở khắp các tiểu bang. Và tại miền Nam California, gần như quý vị đến ngôi chợ Việt Nam nào cũng có sản phẩm của SK Envision. Ngay cả vô Phước Lộc Thọ cũng có. Riêng quý vị ở các tiểu bang muốn mua online có thể lên tantuquinh.com để order, và có thể đến với Tân Tú Quỳnh. Chúng tôi cũng có đầy đủ hết, với số điện thoại 7146127309. Bây giờ xin giới thiệu đến quý vị một công ty nữa mà xin chị mời chị Trang Thanh Lan. Trang Thanh Lan giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chia sẻ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm. Để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ, Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ. Luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin liên lạc 714-453-7777. Địa chỉ liên lạc 10495 Bosa Avenue, suite 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu chợ Phở Thịnh và Hảo Vị BBQ. Ngoài ra Liên Phạm còn tất cả các loại mắm rồi mắm chưng, rồi mắm ruốc xào, thịt ba rọi, có tất cả các loại cá kho sẵn, cá nục kho, cá he, cá tươi luôn, cá he tươi, cá chẽm tươi, cá lóc tươi, cá rô tươi, cá có cá lóc tươi nữa quý vị ơi. Tất cả đều có, và Liên Phạm đã chừng kho cho chúng tôi luôn một nồi cá lóc rất là ngon, và chắc phải năn nỉ kho thêm một nồi để về em ăn cháo. Chị biết không, bây giờ em bệnh em ăn cháo nhiều lắm, em kêu Liên Phạm kho cho em thêm một nồi cá lóc. Thưa quý vị, đến với Liên Phạm quý vị không cần phải về Việt Nam nữa, những cái thứ gì mà quý vị tay xách mang qua đây, trong đây có đủ hết trơn. Các loại rồi. Nấm khô, hoa khô, hoa đu đủ, hoa đu, hoa su đũa, bông điên điển gì có hết trong đây. Dạ, nên, chất lượng hợp bông vệ sinh. Lý bông rồi. Lý. Dạ. Thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị, ở đây có nhận food stamp nha quý vị, EBT, có nhận EBT. Một nơi nữa cũng nhận EBT, xin giới thiệu đến quý vị đó là
Lan Anh Kitchen. Chị Linh, giới thiệu dùm Lan Anh Kitchen đi chị Linh. Lan Anh Kitchen ở 6944 Westminster Boulevard. Quý vị, ở đây nó có bán là rất là nhiều những cái món đồ. Ở trong đó là có cà ghi ri gà này, như quý vị thấy, chim cút roti nè. Hoặc là có những cái tray đồ ăn mình mua cho những cái party của mình ở nhà đó. Nhiều người ăn cánh gà, đùi gà này kia nọ quý vị. Hà Nội thì, slider, bánh mì Hà Nội slider, slider gỏi củ hủ dừa. Gỏi củ hủ dừa nè quý vị. Đây là những cái món mà ở trong đó rất là ngon quý vị. Đặc biệt nữa đó là ở đây có rất là nhiều món ăn mà quý vị ăn mỗi ngày không chán. Bánh xèo, bánh khọt, bún chả Hà Nội, bún bầu Huế, bún chả Thăng Long, cơm tấm sườn nướng, cơm cá hồi vân vân. Tất cả những món quý vị muốn ăn ở đây gần như đều có hết, nên quý vị tới ăn mỗi ngày bữa đều được ăn hết. Cái cuốn gì đó, cái cuốn nem nướng cuốn tự cuốn, ngon ha. Nem nướng tự cuốn rất là ngon. Bữa thứ hai không rủ ha. Hả? Gì mà không rủ? Không có ý định chị. Tự nhiên phát sinh. Tại vì chị đang chở về đi ngang cái phát sinh. Ghê quá à, mấy người này ganh ghét mà chị. Một cái trắng trợn mà kinh khủng mà chỉ một bữa ăn thôi mà. Bữa ăn mà làm gì miếng ăn thì gì kỳ á. Tại vì ba chị em mình sống chết có nhau mà. Chị mà hôm bữa em ăn em rất nhớ chị, em nhắc nhưng mà Trung Tử luôn nói. Chị cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ đã lỡ rồi chị ơi. Và thưa quý vị, đó là Lan Anh Kitchen. Thưa quý vị có thể đến ở đây, mở cửa 7 ngày, đóng cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng Chủ nhật đóng cửa lúc 5 giờ chiều, quý vị nhớ nhé. Lan Anh Kitchen, một nơi quý vị có thể đi từ đường Westminster qua khỏi đường Golden West, nó nằm bên đó, trái. Đó, nằm bên trái thưa quý vị. Chảo cơm, có một trứng cút. Cái gì ngoài đó, cốm đó, bọc cốm nữa đó. Thưa quý vị, bây giờ là công ty Cancolato Food trở lại với chúng ta qua những sản phẩm đặc biệt về Black Cordyceps. Black Cordyceps là gì? Đó là đông trùng hạ thảo đen thưa quý vị. Chúng tôi có 3 số, đây là một cái loại đặc biệt lắm. Số 1 dành cho những người bị chóng mặt, nhức đầu hay đứng lên xây sẩm mồng mồng, không có sức lực, không có power, coi như là người già, người yếu, ho hen, bệnh tật thì chúng ta dùng loại số 1. Trẻ em ăn no chậm, ăn chậm lớn cũng dùng loại số 1, đông trùng hạ thảo đen. Loại số 2 thưa quý vị, đó là dành cho những người bị yếu sinh lý, yếu thận. Nó bổ thận, giúp cho hết hư, mấy người bị hư tỳ, hư vị, hư phế, vân vân. Và yếu sinh lý thì nam nữ đều dùng để giúp cho tăng cường hạnh phúc gia đình. Chúng ta dùng loại số 2. Mà tại Australia có những người đã dùng rất là tốt. Và thưa quý vị, đó là loại đông trùng hạ thảo đen số 2. Loại số 3 là gì? Lại đặc biệt hơn nữa là dành cho những người bị bệnh ung thư. Thưa quý vị, bị bệnh ung thư chúng ta cần phải xạ trị, hóa trị và chúng ta cần phải có sức lực. Ăn uống cũng không được thì chúng ta cần phải ăn được để chúng ta có sức chống lại ung thư. Chưa kể tới phần tinh thần. Thì thưa quý vị, đông trùng hạ thảo số 3, Black Cordyceps số 3 là loại mà quý vị cần có. Và chị Linh Nu tại Upper Darby ở Pennsylvania là một người đã dùng cái đông trùng hạ thảo số 3 đen này để giúp cho chị chống lại những cơn ung thư não, xạ trị, hóa trị. Và chị ăn uống không được, bây giờ chị đã ăn uống được rồi. Và chị muốn chúng tôi nêu tên trong các chương trình giới thiệu về sản phẩm Black Cordyceps. Một hộp nó có 6 chai như vậy, một chai 100ml. Và thưa quý vị, có thể dùng đến 15 ngày cho một chai. Một thùng như vậy dùng được 90 ngày với giá 360 đồng. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Đại diện phát hành là Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 7146127309, 7146127309 Tân Tú Quỳnh, hoặc là vào website tantuquynh.com. Ngoài ra họ cũng còn có rất là nhiều loại trà đặc biệt nữa thưa quý vị. Đặc biệt là trà tiểu đường BG giúp cho quý vị giảm lượng đường trong máu. Uống từ 3 gói cho đến 12 gói thì quý vị giảm đường xuống rất là nhiều. Và thưa quý vị, trà BG là một loại trà mà chúng tôi đã bán rất là chạy trên thị trường và đã được nhiều người uống và nhiều người ưa thích và phải công nhận về cái tác dụng của nó. Một loại trà nữa chúng tôi cũng xin giới thiệu, đó là trà CX giúp cho mỡ trong máu nó giảm đi. Những người bị mỡ trong máu giảm để chúng ta tránh bị cholesterol, tránh bị nghẽn mạch máu, tim vân vân thì chúng ta dùng đó. Trà EP dành cho những người bị tuyến tiền liệt sưng, đàn ông bị tuyến tiền liệt sưng đi tiểu không được và bị đau sưng, bước đi cũng không được nữa, thì quý vị có thể dùng cái loại trà này. Rất là nhiều loại trà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình tới. Bây giờ thì chúng tôi chuyển qua giới thiệu đến quý vị công ty Việt Face More. Thưa quý vị, Việt Face More xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc, thưa quý vị, đây là một sản phẩm được chiết xuất từ lá của cây thông 100 năm tuổi, giúp cho đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. 211 hộp nha quý vị, của hãng Samsung Hàn Quốc. Một sản phẩm nữa chúng tôi xin giới thiệu của công ty
việc Phase More, đó là sự trở lại của Hygen Probiotic, thưa quý vị. Probiotic Hygen là gì? Đây là một cái bộ thuốc loại dược thảo bổ đường tiêu hóa. Nó hỗ trợ cho chúng ta có lại những con vi khuẩn tốt vào trong cơ thể để đàn áp những con vi khuẩn mà xấu mà chúng ta nhiều khi chúng ta uống thuốc tây đó. Chúng ta đã diệt hết từ con vi khuẩn tốt và xấu trong ruột của chúng ta. Thế nhưng đây là men vi khuẩn, men vi sinh Probiotic Hygen rất là đặc biệt của Hàn Quốc, thưa quý vị. Hàng này đã hết từ lâu rồi và chúng tôi hôm nay giới thiệu lại của Thúy Nga và của Việt Face More. Và quý vị có thể liên lạc để mua hộp này. Bữa nay là 150 đồng một hộp với cái date mới và cái ngày expire nó cũng mới rất là lâu chứ không có sắp hết, chỉ có loại cũ, thưa quý vị. Và đây là một loại Hygen mà quý vị đã mua và đã sử dụng rất là nhiều. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Probiotic bổ đường tiêu hóa. Nó còn lọc gan, nó còn giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư đại tràng, ngăn ngừa các loại ung thư về đường tiêu hóa, thưa quý vị. Một sản phẩm nữa xin giới thiệu đến quý vị đó là Hoàng Bổ Đáng 60 viên, giúp cho quý vị giúp chống đột quỵ, giúp chống mặt say sẩm. Quý vị bị nhức đầu, quý vị bị thống phong, bị kêu là rối loạn tiền đình, và quý vị ngăn ngừa đột quỵ hoặc điều trị đột quỵ thêm, thì chúng ta có thể dùng loại Hoàng Bổ Đáng 2 con phượng 60 viên với giá 300 Mỹ Kim. Xin gọi cho vietfacemore.net, thưa quý vị, vietfacemore.net với số phone hiện trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc. Và bây giờ là công ty My E Shopping cũng của Vietface TV xin giới thiệu quý vị một bộ sản phẩm duy nhất mà thôi. Đó là, thưa quý vị, đó là bộ sản phẩm mang tên Essachu. Essachu, Essachu là gì, thưa quý vị? Đó là một bộ sản phẩm dưỡng da tuyệt vời. 30 năm, đây là thành quả 30 năm của một trường đại học Hàn Quốc đã làm cho thành bộ sản phẩm này, với một cái hộp gọi là, cái này là gọi là tế bào gốc, thưa quý vị, làm từ cuống nhau thai của con người trẻ em, cuống nhau thai của trẻ em và những cái chất khác và những cái sản phẩm khác để có những sản phẩm để là cái toner, rồi cái sản phẩm kem dưỡng da, cái sản phẩm để quý vị cà lên mặt, để quý vị làm giống như là để thay vì chúng ta lăn kim thì bây giờ chúng ta lăn bằng san hô với một cái chai đặc biệt. Một bộ Essachu này là một sản phẩm Hàn Quốc này, thưa quý vị, tổng trị giá của nó là khoảng chừng 365 cho tới 385. Với cái bộ, quý vị thấy cái bộ đầu tiên là cái bộ mà về tế bào gốc đó, thì khoảng chừng 240 đồng. Chúng ta biết rằng cái nhau thai của cái cuốn rúng của trẻ em đó, tức là của trẻ sơ sinh đó, nó giúp được rất là nhiều cho ngay cả việc thay tủy trong cái việc ung thư máu, thưa quý vị. Và bây giờ người ta đã biết tận dụng cái cuốn rúng để tách những phân tử này ra và nhân bản nó lên để chúng ta có những cái sản phẩm dưỡng da giúp cho da tốt, da đẹp, giúp cho khít lỗ chân lông, giúp cho da hết nhăn, giúp da đều màu. Và nó có, ngoài ra nó còn có nhiều chất ở trong đây nữa, nhiều chất về trái cây nghệ, dầu mầm gạo của Nhật Bản, vân vân. Và nó có nhiều cái chất khác nữa mà quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để biết về cái sự kỳ diệu của Essachu của Hàn Quốc. Và mỗi chai nó giá khác nhau, nhưng nguyên một bộ khoảng chừng 365 đồng. Xin quý vị gọi cho My E Shopping Hoàng. Anh nói xong rồi, bây giờ em hát. em đang nghĩ cái gì? Không phải, em đang lắng nghe những cái quảng cáo. Dạ. Nhưng mà em thấy em quảng cáo hay không? Quá hay. Cái nào một thực sự một cái sản phẩm mà trên chuyển phường thì Hoàng thấy là một cái đặc trưng khác nhau, đúng không? Đúng rồi. Nó giúp, cái quan trọng là nhớ nè. Dạ. Em đố hai bà này nhớ đó. Không nhớ rồi. Từ bữa giờ bữa nó nói thương chị với bà Quynh và Lên quýu rồi luôn, không biết trời, không biết hình luôn. Không biết ai có thể đảm nhận được sao nông thâu xong rồi anh phát lại lúc mà anh đọc live vậy luôn. Không. Mình ngồi mình nói live như vậy đó, nó có một cái tác dụng khác. Mỗi ngày tụi anh nói chuyện khác nhau, có những sản phẩm khác, muốn đổi khác nhau. Đổi món này từng có nhiều người, có nhiều món khác nhau, mình đổi khác nhau, với lại nói vậy nó sống động hơn. Chứ còn mình đọc cái để cái kia hả? Anh đọc bao nhiêu lần mà anh nhớ rõ ràng từng. Riết là quen rồi, anh làm cái nghề này luôn, nên anh nghề làm cái nghề này luôn, nên tất cả những cái loại dược thảo nào mà nó có tác dụng gì nó gần như nằm trong đầu của mình rồi. Anh nói riết cái mỏ nó giọng quắc em. Cho nên cái này là phải có khiếu nha quý vị. Thật sự hát đi Quang, hát bạn. Thôi bây giờ anh Hằng Sát gửi tặng quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Sẵn cuối tuần ở tại Cali, dạo gần đây hay mưa lắm quý vị. Cho nên Khánh Hoàng sẽ gửi quý vị nhạc phẩm được mang tên Huyền Thoại Một Chiều Mưa, quý vị nha. Thanh cho anh biết. Hợp lý đúng không? Thank you.
cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn bầu trời nhòa đầy mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bén đọa đầy nàng xuống dưới trần gian, làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần, một chiều mưa bay nhiều và vì thương đời lính thương kiếp sống trinh nhân nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng lặng sẽ đưa tiên về. Tiên nói rồi tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên dám chân không đôi cánh trắng giờ đang đứng bên anh, đang ngắm mưa rơi và cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên nữ có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần, một chiều mưa bay nhiều và vì thương đời lính thương kiếp sống trinh nhân nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm sẽ đưa tiên về. Tiên nói dối tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang đứng bên anh, đang ngắm mưa rơi và cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì em có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Chị nhớ chị hồi nhỏ đó, dạ, mơ mộng á,
Yeah. Mỗi lần trời mưa cái đứng kế bên người ta đó, cứ toàn kiếm tới tiên rồi kia nọ. Nhưng mà hồi nãy nhờ chị năm đó chị 11 tuổi phải không? Năm đó chị 11 tuổi phải không? Không, nhờ chị nhắc em cái câu cuối á, mỉm cười em nói thiên thích nhân gian với chiều mưa thật buồn. Khánh Hoàng thì hát là với chiều mưa thật nhiều. Dạ, buồn đúng không? Thật buồn. Trước khi chị Thanh Thanh Lan hát, cho anh hỏi là Hoàng phụ trách rất là nhiều show trên truyền hình Việt Face TV và làm đó, thì cái cảm giác của em lên ngồi chuyện Phố Phường nó khác như thế nào khi em ngồi em hát ở đây? Thực sự nó cũng quen thuộc lắm anh. Quen thuộc. Dạ, sao? Nó cũng quen thuộc. Cái không khí. Nhưng mà không khí. Chỗ kia, mấy cái show kia em đâu có được ngồi hát đâu phải không? Không có. Hồi đó thì Khánh Hoàng có làm những chương trình điểm phim, điện ảnh. Uh-huh. Lâu cái hồi đó có làm chương trình chuyện khó đỡ. Uh-huh. Chuyện khó đỡ một thời gian nhưng mà vì đại dịch đó, cho nên không tiếp tục làm nữa. Uh-huh. Không đỡ nổi. Hát. Dịch lên không đỡ nổi. Không đỡ. Chứ lại không có nhiều quảng cáo nhìn trùng ta luôn. Vấn đề là như vậy. Ăn ở như thế nào thì không, người ta mới theo quảng cáo không hay thôi chứ mà ăn ở. Ăn ở như thế nào thôi. Nhưng mà em thấy vô đây ngồi hát thoải mái hơn phải không? Thoải mái, nếu có cái không khí khác. Uh-huh. Cho nên các bạn biết rằng là Việt Face được nhiều người yêu mến vì cái sự em biết không, anh vẫn còn cái gì nè, khi anh mời rất là nhiều người ca sĩ, có nhiều ca sĩ vẫn còn ngại ngần chưa lên đây ngồi. Là bởi vì có lẽ là thấy quảng cáo trên đây nhiều quá, hay là thấy cái show này nó có bình dân quá hay không. Nhưng mà thôi, đối với chúng tôi luôn nghĩ đó, thưa các bạn ca sĩ mà chưa chịu lên đó, là các bạn phải nghĩ rằng chúng ta bước xuống đất một chút xíu, lâu lâu chúng ta trở lại một cái cuộc sống nó rất là vui vẻ. Nó mới vậy, đúng với cái tên mà chuyện Phố Phường. Nó ngồi nhưng mà ngồi bán hàng, có nhiều bạn vẫn còn ngại chuyện mộc mạc. Chúng tôi luôn cái list danh sách mời nhiều lắm thưa quý vị, và nhưng mà vẫn còn nhiều ca sĩ chứ không phải là không nhiều khi người ta ngại luôn. Tức là lên ngồi một cái chuyện mà Phố Phường quá thì người ta là người ta sợ mình, nhiều khi mình người ta nói thiếp bên sông đời cửa tư. Người ta là thiếp bên sông cửa chàng ngoài chân mây. À vậy hả? Với lại người ta sợ nhiều khi mình nói chuyện đời tư đó, người ta không ai có nói đâu, đây đâu có vũ về đó đi rồi đó, quảng cáo hết giờ rồi. Chuyện đời giờ đâu mà nói chuyện đời tư. À, không sao đâu, nhưng mà trong cái list danh sách sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng mời những ca sĩ giống như chị Bạch Yến, nó sắp sửa qua Mỹ diễn cái show 19 tháng 5 tại Sài Gòn Grand Center này. Đã thì em đã mua vé coi rồi đó chị. Em phải coi bởi vì đó là một phải coi chứ. Yeah. Em phải coi, đó là mua một trong những người mà diva. Em mua hai vé đó cho coi với. Ủa vậy sao em không có chị hả? Ừ, vậy ba vé đó. Để em lấy thêm vé. Ngộ. Chị biết nhiêu vé không? Nhiều. 100 đô một vé đó. Vậy hả? Thì giống như em đi ăn không kêu thì chị thôi. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ là tiếng hát của chị Trang Thanh Lan. Yeah. Hôm nay Trang Thanh Lan xin hát một ca khúc rất là vui tươi của nhạc sĩ Anh Thi. Một sáng tác của anh Thi là bài gì quên ta, Lính Mà Em. Nói lính mà em trăng lên cao muôn hoa sóng răng đầy, tàu lắc lư làm sao viết thư tình, trăng đại dương không đủ viết thư đêm nên thư muộn đừng trách lính mà em. Hôm mình đi cine về mưa nhiều, áo dài xanh bên áo trắng hoa biển, anh che cho em đừng làm ướt áo, quen rồi mưa gió lính mà em, lính mà em nhẹ nhẹ lắm. Hỡi em yêu, nhớ đến với anh, ngày nào anh về bên nhau, chúng ta thương thật nhiều, tàu về bên
hỏi lính mà dễ thương quá. Mà dễ thương hả? À, dễ thương mà sắp dịp 30 tháng 4 nữa hát mình này tặng cho Linh Chi đồng quà đúng không? Thưa quý vị ơi, là chút xíu nữa thì chúng tôi luôn sẽ nhờ Khánh Hoàng hát thêm cho chúng tôi một bài nữa. Bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại cuối cùng đã bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay. Công ty của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung làm gương mặt đại diện với hai sản phẩm đặc biệt đang sale 20% off. Quý vị hãy nhanh tay bởi vì đặc biệt một bộ 5 chai tế bào gốc do 8 bác sĩ Hàn Quốc thực hiện cùng với một hộp collagen Renew Cream giúp cho quý vị tái tạo làn da mới, giúp cho quý vị có da làn da đẹp hơn cho những làn da bị hư hỏng, bị thương tổn vì cắt xẻ quá nhiều, đồng thời giúp cho quý vị da căng bóng, luôn luôn ẩm và giúp cho quý vị trắng bóng đẹp, xinh đẹp, chống nhăn, chống nám giống như nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Và thưa quý vị, nếu quý vị bị nám, bị tàn nhang, bị đồi mồi nặng đó, thì quý vị có bộ Nguyễn Hồng Nhung 2 gồm có 3 chai sẽ giúp cho quý vị để trị nám, trị đồi mồi, trị tàn nhang nặng. Và thưa quý vị, bộ 1 với giá 300 Mỹ Kim đang sale chỉ còn có 240 mà thôi. Bộ thứ 2, 320 Mỹ Kim đang sale chỉ còn có 256 đồng mà thôi. Quý vị ngay chóng mau chóng liên lạc với cô Tracy ở số điện thoại 714-709-2222. 709-2222 để quý vị tư vấn thêm về để làm đại lý cho công ty Image Cosmetic, hoặc là quý vị tư vấn thêm về dịch vụ căng chỉ da mặt, chỉ vàng collagen giúp cho quý vị trẻ hơn 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ tự tin hơn trong cuộc sống khi chúng ta nhìn trong gương thấy chúng ta đã trẻ lại rất là nhiều và rất là giữ được rất là lâu thưa quý vị. Tại miền Nam California cũng như trên khắp thế giới, quý vị muốn mua sản phẩm này xin đến với Tân Tú Quỳnh số điện thoại 714-612-7309 hoặc vào website tantuquinh.com. Rất là nhiều người đã vào website này để order những sản phẩm của chúng tôi, đó là những sản phẩm của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đang sale 20% off. Tại Canada, Thúy Nga Paris Canada cũng đang sale 20% off cho quý vị luôn, nên quý vị nhớ chụp hình lấy số phone ở trên màn ảnh. Bây giờ thì giới thiệu đến quý vị về hát nhân sâm thưa quý vị. Hát nhân sâm hôm nay chúng tôi vẫn chưa có hát nhân sâm nước, nên chúng tôi chỉ giới thiệu hát nhân sâm. Chị Trang Thái Lan, chị nói sâm của chị đi. Tại sao phải dùng hát nhân sâm? Càng già càng bệnh, càng đau, càng yếu, càng thấy chúng ta không còn sức lực, phải dùng hát nhân sâm. Bởi vì hát nhân sâm cao mỡ, cao máu, tiểu đường đều dùng được. Và chị Lan. Dạ, Trang Thái Lan thì vẫn uống cái sâm cao Trang Thái Lan, cao cốt Trang Thái Lan nè quý vị ơi. Mỗi sáng quý vị nên uống một muỗng của trong cái hộp này nè, một muỗng nhỏ xíu rồi mình uống, mình bỏ thẳng vô miệng, hoặc là mình uống pha với nước nấm, nước ấm để mình uống thì mình thấy khỏe cả ngày quý vị. Mà khi mà trời mưa, trời nắng, trời gió thì chúng ta vẫn ấm, người ấm lắm chứ không có nóng nha. Sâm này là đặc biệt là không có nóng, cho nên những người lớn tuổi, những người bị mất sức á, thì nên uống cái sâm này để giữ gìn sức khỏe. Tiểu đường, cao máu hay cao mỡ gì đều được uống hết, uống được hết đó quý vị. Tại vì sâm đen á, nó không phải như giống như là hồng sâm. Hồng sâm thì còn cử, chứ còn sâm đen thì mình uống rất là thoải mái. Sâm bột đó. Sâm bột này đó thì Mỹ Linh uống á, nó cái công dụng cũng y chang, tất cả các loại sâm đều giống nhau hết quý vị. Nhưng mà cái sâm bột này nè thì mình dùng cho vô thức ăn, rải vào xà lát, hoặc là cho vô những cái nước uống chứ mình pha nước chuối hoặc cái gì cũng được hết. Còn Mỹ Linh thì Mỹ Linh hay pha vô cà phê uống, nó tăng thêm cái hương vị cà phê. Tại vì nó cùng đắng với nhau đó, thành ra uống cái cà phê rất là ngon quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi luôn thì có hắc nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi nha quý vị. Hắc nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi mà quý vị biết rằng hôm thứ tư vừa rồi đó, là phải nói là một ngày đặc biệt mà chúng tôi luôn sáng tới chiều bán toàn là hắc nhân sâm này, không còn một hộp luôn. Tức là phải chạy đi vòng vòng để đi để lấy để order kiếm để kiếm đó. Đây là hắc nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi, sở dĩ nhiều người mua dùng là bởi vì nó rất là tốt, không những chỉ khỏe mà giúp cho phụ nữ hết bị nám mặt và hết bị tàn nhang. Đó là một trong những linh đặc điểm. Linh chi là nó bổ da mà. Đúng rồi, nó giúp bổ da. Nám mặt mà nam giới bị hết nám mặt không? À, chắc cũng hết nếu mà em không bị nám. Không thấy ông mấy ông nam nói. Và cái Khánh Hoàng đang cầm trên tay thưa quý vị, đó là hắc nhân sâm, cái này là sâm hoang dã cũng như hắc sâm về cho nam. Ủa anh đưa em là quảng cáo hả chứ không tặng cho em hả? Quảng cáo anh nghĩ em đâu cần, em còn trẻ mà, đây là sâm nam. Dành cho những người yếu sinh lý như quý vị muốn tăng cường sinh lý, muốn mạnh mẽ. Đó là cái hộp sâm này 300 gram, một cái hộp rất là dễ thương quý vị. Và uống cái này đó là nhiều người đàn ông đã uống rồi và rất là thích luôn. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Sâm nam đặc biệt, sâm hoang dã, sâm hắc sâm cùng maca và nhiều chất khác. Ngoài ra chúng tôi có hắc nhân sâm lát tẩm mật ong. Quý vị nhớ là có hai loại, một loại hộp nhỏ 100 đồng,
hộp lớn 150, mỗi hộp có 100 miếng trong đây để quý vị đi chơi, mang theo, nhai theo, nó có tẩm mật ong để cho quý vị không thích đắng. Thì nhai cái này rất là tốt và nó cũng có tác dụng như vậy. Hắc nhân sâm nó cho quý vị khỏe trong vòng một ngày ngay tại chỗ, uống là khỏe liền chứ không phải đợi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia gì hết thưa quý vị. Ngày nào chúng ta dùng giống như là một loại tăng lực của thiên nhiên, giúp cho quý vị ngăn ngừa cúm A, ngăn ngừa ung thư, giúp cho điều hòa tim mạch, giúp cho tăng cường trí nhớ và cho những người mà học sinh đó, đi học thi đó, và đặc biệt là tăng cường sinh lực cho người lớn tuổi và cho chúng ta. Ai cũng có thể dùng được hết, nam phụ lão ấu đều có thể dùng hắc nhân sâm. Chúng tôi cũng có loại hắc nhân sâm combination 5 trong 1 với 2 hộp gọi là hồng sâm bột và 3 hộp hắc nhân sâm thưa quý vị. Bên Hàn Quốc thì chúng tôi đang bán với giá là, họ đang bán với giá 800 Mỹ Kim. Chúng tôi đang sale với giá 699 đồng một hộp, như vậy có 5 chai rất là lợi ích. Và được tặng thêm một chai dầu thơm Dubai trị giá 75 Mỹ Kim tuyệt đẹp nữa mà quý vị thấy đang trên bàn. Chúng tôi đang có nhiều kiểu nhiều loại đó. Chúng tôi cũng có hắc nhân sâm và đông trùng hạ thảo không, để cho quý vị mua những cái loại mà hắc nhân sâm, đông trùng hạ thảo dành cho những người yếu thận, dành cho những người yếu sức khỏe, mất ngủ vân vân, thì chúng ta có thể dùng cùng với tăng cường sức khỏe, tăng cường trí nhớ, hộp hắc nhân sâm, đông trùng hạ thảo 4 chai với giá 500 Mỹ Kim. Chúng tôi cũng có loại này, và đồng thời chúng tôi cũng có và chúng tôi cũng có hắc nhân sâm củ, nguyên chất như quý vị, cũng như sâm tứ quý. Đó là những loại hắc nhân sâm mà quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 7146127309 của Tân Tú Quỳnh. Chúng tôi là một thế giới hắc nhân sâm đầy đủ và chỉ có hắc nhân sâm mà thôi. Bây giờ thì trở qua Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay thưa quý vị. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm của Tân Tú Quỳnh. Một sản phẩm mà chúng tôi cũng giới thiệu đó được độc quyền phát hành cho MV Heart đó là Shark Cadillac. Shark Cadillac là sụn cá mập rất là tuyệt vời để giúp cho quý vị xương sụn đầu gối, những cái khớp xương của chúng ta thiếu chất nhờn đó, thì chúng ta thêm chất nhờn bổ dưỡng cho xương sụn và đặc biệt là bổ dưỡng cho mắt. Nó giúp có mắt, bởi vì vitamin A có rất là nhiều trong sụn cá mập, nó sẽ giúp cho mắt chúng ta khỏe, mắt chúng ta mạnh mẽ và mắt chúng ta khỏe cho những người lớn tuổi đó. Thì sụn cá mập đang có giá 45 đồng 100 viên mà mua 3 tặng 1, 45 đồng 100 viên mua 3 tặng 1. Ngoài ra chúng tôi cũng có đông trùng hạ thảo The Best of Tây Tạng, đông trùng hạ thảo Extra Strength 1000mg với giá là 90 đồng một hộp, cũng đang mua 3 tặng 1. Đây là loại mà tới 1000mg, nó rất là mạnh thưa quý vị, và chúng ta chỉ cần uống 1 viên 2 viên mỗi ngày mà thôi. Chúng tôi cũng có những loại dược thảo mới giống như là linh chi đen, linh chi đỏ hoặc là linh chi đen đỏ luôn. Quý vị cũng biết là linh chi là nó bổ nhất là cho gan của chúng ta, và nó cũng bổ sức khỏe, nó cũng có tác dụng mạnh mẽ tăng cường sức lực giống như là những cái loại dược thảo của như là Focodin hay là như hắc nhân sâm hay là như đông trùng hạ thảo, thì nó cũng chung những cái đó thưa quý vị. Và chúng tôi có K88, L88 và D88. D88 giúp quý vị hỗ trợ về đường huyết, giảm đường huyết, và quý vị dùng để ngăn ngừa biến chứng của tiểu đường vân vân. Còn Kidney 88 là K88 Plus đó thưa quý vị. Một hộp 90 viên này là giúp cho quý vị, giúp cho quý vị thận quý vị khỏe lên, cho những người bị yếu thận, tiểu đêm, lạnh lưng, chóng mặt vân vân. Và L88 quý vị biết rồi, bộ phổi của chúng ta rất là cần thiết để trong mùa sau mùa dịch thì một phổi của nhiều người bị yếu, thì chúng ta cần uống phổi này. Và đặc biệt là nhiều người đã dùng cái L88 của chúng tôi vào đây, đã trở thành một cái danh phẩm. Chúng tôi gọi là phải bắt order liên tục để bán cho quý vị, bởi vì L88 thì quý vị ở Việt Nam quý vị cũng có thể tìm được L88, D88 và L88 ở cái số điện thoại của cô Vân nha quý vị, những sản phẩm của Tân Tú Quỳnh. Đồng thời quý vị cũng nhớ rằng có một cái sản phẩm mà chúng tôi hiện giờ đang hết rồi, nhưng mà hết hàng rồi, nhưng mà rất là quý vị đã sử dụng rất là tốt, đó là Colon. Colon là để giúp cho quý vị về đường tiêu hóa và giúp cho quý vị không có, những người bị táo bón, những người bị chướng bụng, những người bị sình bụng khó đi tiêu, thì dùng cái này nó rất là tuyệt vời và nó thải tất độc trong cơ thể, detox colon, mà nó không làm cho chúng ta bị đi re hay là không bị đuổi, tạo tháo đuổi vân vân. Nếu chúng ta dùng một cái lượng vừa phải thì nó rất là tốt và giúp cho quý vị về ngăn ngừa ung thư đại tràng. Đó là những sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác giống như là dời leo, thuốc bổ mắt 120 viên, thuốc bổ mắt 60 viên, thuốc trị phỏng vân vân. Và thuốc trị phỏng thưa quý vị, đây là đặc biệt lắm, nó giúp cho quý vị giảm đau phỏng, mà phỏng lớn, phỏng nhỏ, mà bị đau rát về phỏng tất cả các loại. Mà quý vị thấy là con nít bị phỏng hay người lớn bị phỏng nhiều khi đau không ngủ được, con nít thì khóc lóc, quý vị chỉ cần xức cái này lên là nó hết. Đó là thuốc trị phỏng của Easy Bell.
chúng tôi cũng còn nhiều loại dầu gội đầu 5-in-1, thuốc mọc tóc vân vân. Và cái chai thuốc mọc tóc này là The Best of Serum Crown Hair của USA, một chai 70 đồng và hai chai quý vị được miễn cước phí. Xài một chai này là đã cả, nó rất là nhiều thưa quý vị. Có nhiều người nói rằng ủa sao cái chai thuốc mọc tóc thường thường ít lắm mà cái chai này rất là lớn, và quý vị dùng thoải mái luôn. Có thể là quý vị thấy rằng một dùng là 3 tuần tới 6 tuần chúng ta dùng thoải mái, chỉ cần một chai này là tóc quý vị sẽ mọc lại. Đó là những sản phẩm của chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay. Và cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai SD thần kỳ. Với chai này thì quý vị nhỏ vô đây một giọt trà cho khô, nhỏ vô đây một giọt trà cho khô, rồi quý vị uống một miếng nước là có 800% của tuyến nội tiết tố vô cơ thể, làm cho chúng ta hết mất ngủ, hết bị đau xương, hết bị đau vai, hết bị đau khớp, hết bị các loại gọi là bị vọt bẻ, vân vân và vân vân. Đó là một loại thần kỳ, thực sự thần kỳ. Hôm nay thì quý vị cũng nhớ là Ăn Ưu Hoàng Cung, chúng tôi không còn giờ để giới thiệu Ăn Ưu Hoàng Cung, nhưng chúng tôi có hai loại đó quý vị biết rồi, để giúp cho quý vị về ngăn ngừa đột quỵ rất là tốt. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình thứ hai. Bây giờ xin mời Khánh Hoàng. Khoan. Quý vị mà cần mua sản phẩm của chúng tôi xin liên lạc với Tân Thúc Quỳnh với số điện thoại hiện trên màn ảnh. Ở Việt Nam quý vị chụp hình, ở Việt Nam, ở Canada, Thúy Nga Paris Canada đều có đủ hết, và website tantuquynh.com. Mời quý vị đến. Giờ Khánh Hoàng hát cho anh bài cuối cùng đi Khánh Hoàng. Ôi chơi chị Trang Lan với lại chị không hát tiếp hả? Hát rồi. Hát giờ rồi, anh nhường cho em. Ưu tiên cho khách mời. Em hát giùm em. Mời mà hôm nay em có quyền em thoải mái. Mấy bài này à, tuần nào cũng hát rồi. Vậy hát bài à, vậy hát bài à. Thôi giờ Khánh Hoàng. Tụi chị tuần hát bài đủ chết rồi. Thôi hát sáng bài của nhạc sĩ Quốc Dũng. Nhạc sĩ Quốc Dũng cũng mới vừa qua đời năm ngoái. Một bài hát mà với một cái tên mà trong một cái bộ phim mà đang làm đình đám vào gần đây, mà khi mà người ta coi phim này, người ta nói ủa cái phải Mai này là giống như Mai trong bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng không? Mai kia là Mai kia Mai học trò, Mai kia là Mai massage. Đúng rồi, Mai này rất đẹp hơn quý vị. Một sáng tác nhạc sĩ Quốc Dũng, lần đầu ông gặp cô này không biết Mai nào nha, tự quý vị tìm hiểu cái người Mai đó là ai. Nhưng mà theo cái nào được biết là câu chuyện là ông biết cô rồi hẹn cô đi hẹn hò, nhưng mà cô lại không có gặp mặt. Kiểu thất tình đó. Cho nên ông đã viết bài Mai này. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mai. Anh đã quên em một ngày, anh đã yêu em một ngày, một tình yêu quá không mây. Mai, anh nhớ môi em mỉm cười, anh nhớ môi em ngọt lời, dù lời yêu thương chưa nói. Mai, anh đã yêu em thật rồi, anh đã yêu em thật nhiều, một tình yêu quá cô liêu. Mai, em đã cho anh hẹn hò, nhưng đã cho anh đợi chờ, để rồi không đến bao giờ. Chiều về nhạt nhòa trên khu phố mưa bay, lòng buồn thêm xót xa niềm cây. Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi, con đường rộng vắng như biệt ly. Mai, anh đã xa em thật rồi, anh sẽ xa em trọn đời, dù lòng thương nhớ không nguôi. Mai, anh biết em trong một ngày, anh đã yêu trong một ngày, cho sầu đau đến bao ngày. Đời mình còn dài trong năm tháng chua cay, con tim đâu thấy những ngày vui. Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi, riêng lòng anh xót xa biệt ly. Mai, anh đã yêu em thật rồi, anh đã yêu em thật nhiều, dù lòng thương nhớ cô liêu. Mai, em đã cho anh hẹn hò, như đã cho anh đợi chờ, để rồi không đến bao giờ.
chiều về nhạt nhòa trên khu phố mưa bay, lòng buồn thêm xót xa niềm cây. Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi, con đường rộng vắng như biệt ly. Mai anh đã xa em thật rồi, anh sẽ xa em trọn đời, dù lòng thương nhớ không nguôi. Mai anh biết em trong một ngày, anh đã yêu trong một ngày, cho sầu đau đến bao ngày. Đời mình còn dài trong năm tháng chua cay, con tim đâu thấy những ngày vui. Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi, riêng lòng anh xót xa biệt ly. Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi, riêng lòng anh xót xa biệt ly. Và thưa quý vị, với bài hát của Khánh Hoàng đã kết thúc chương trình Chuyện Phố Phường ngày hôm nay. Xin Khánh Hoàng gửi một lời chào nhanh. Một lần nữa xin cảm ơn ba anh chị rất nhiều, và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chuyện Phố Phường, và hẹn gặp lại quý vị trong những ngày thời gian gần nhất quý vị nha. Chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.